Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính tới tháng 7 năm 2019, tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tính từ đầu năm đến tháng 7 giảm 1,4% so với tháng trước. Nếu so với tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư trong 7 tháng đầu năm 2018, thì lượng tiền gửi vẫn tăng tới 7,88% so với cuối năm trước. Trong khi tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư trong 7 tháng đầu năm nay lại chậm hơn, chỉ ở mức 7,64%. Điều đáng chú ý nữa, tiền gửi của tổ chức kinh tế trong tháng 7 năm 2019 cũng có sự tăng trưởng chậm lại so với tháng trước đó. Sự ghi nhận tốc độ tăng trưởng tiền gửi từ dân cư và tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng chậm dần khiến cho tổng phương tiện thanh toán trong 7 tháng năm 2019 cũng tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.